Chào mừng các bạn đến với lượt thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển FC Kim Sơn và FC Hợp Thành. Kết thúc hiệp 1, kết quả trận đấu 8 hòa 0 đều. FC Kim Sơn bảo vệ trung thành bên phía nam, FC Hợp Thành bảo vệ trung thành bên phía bắc. Vâng. Sơn Lâm. Đó là Sơn Lâm. Pha đá phạt cho FC Hợp Thành. Văn Quyết là người thực hiện pha đá phạt. Cao Sơn Lâm tổ chức tấn công. Phong Thuận kịp rồi. Pha đá biên dành cho FC Hợp Thành. Văn Lâm. Cao Sơn Lâm rất tiếp cho Văn Lâm. Đá phạt cho FC Kim Sơn. Không kịp rồi, không thể qua được Dưỡng Hích.
Cua. Rất tiếc cái hạng trận của người đồng đội Tuấn Anh. Vâng, thủ môn la lên rất kịp thời. Vâng, một tay qua là Ngọc Sơn. Anh Sơn Thủ môn là Biên dành cho Siêu Thành. Xin chúc mừng FC Hiệp Thành. Mọi người vừa ghi bàn thắng vừa rồi là Cao Xuân Lâm, số 99 bên phía FC Hiệp Thành. Anh Cao Xuân Lâm. Bàn thắng rất đẹp. Vâng, một pha đánh đầu rất đẳng cấp. Vâng. Kết quả trận đấu đang là 1-0 nghiêng về FC Hiệp Thành. Người ghi bàn thắng bên FC Hiệp Thành là số 99 Cao Xuân Lâm. Vâng, nhận tin cho FC Hiệp Thành. Vâng, nhận tin cho FC Hiệp Thành. Bóng thuận. Đi vào góc chết. Bóng chạm tay. Lấy luôn. Không nhập thẻ điểm. Đá biên cho FC Hiệp Thành. Người thực hiện pha đá biên là số 4 Văn Quyết. Chúng ta đã phân góc dành cho FC Hiệp Thành. Chí Phương. Chí Phương không thắng được Quốc Đạt. Tiến vào thay Vượng. FC Kim Sơn có sự thay đổi người. Vượng Hách ra sân. Người được tung vào sân là số 97 Cú Chiến. Văn Quyết. Kỳ Anh. Vâng, đường chính thật của các huấn luyện viên của FC Hiệp Thành đã ghi hiệu quả. Vâng, vào đời thứ hai đã ghi được một bàn thắng. Văn Quyết. Chí Phương. Vẫn là Chí Phương. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với số 3 Ngọc Thạch. Anh Thạch sao coi này. Vâng. Chú bóng là Văn Lâm. Không bao giờ. Quốc Đạt. Vẫn là Quốc Đạt. Rất khỏe. Vâng, Quốc Đạt rất khỏe. Vâng, phản đổi rồi. Vâng. Và tranh chấp giữa Quốc Đạt và Hoàng Thuận. Chúng ta chờ xem. Quỳnh cùng với Quốc Đạt. Vâng, một pha đá phạt.
cách khung thành của FC Hồng Thành chừng khoảng 20m thôi. Vâng. Vâng, cái sự chỉ đạo của các huấn luyện viên. Chúng ta hãy cố gắng vì mở cửa sân áo. Vâng, vì một tinh thần thể thao sân đây. Chúng ta rồi, tiếp tục. Vâng, không vào rồi, rất tiếc. Không thật. Rất tốt. Văn Khuyết. Văn Lâm hay không? Phương. Phương rất dẻo mà, Phương rất dẻo. Nguyễn Chi Phương. Một cầu thủ trẻ rất tài năng. Văn Lâm hôm nay thôi. Một cầu thủ rất trẻ, rất tài năng. Vâng. Anh đã đi qua được hai cầu thủ. Về cầu thủ thứ ba. Không qua được. Đá biên cho FC Hợp Thành. Để thực hiện pha đá biên là Văn Quyết. Vào rồi. Đã có bàn thắng tiếp theo cho FC Hiệp Thành. Người vừa ghi bàn thắng cho FC Hiệp Thành là số 10 Hoàng Thuận. Rất tuyệt vời. Hoàng Thuận đã lên tiếng. Với tỷ số là 2-0 rồi. Vâng, thời gian vẫn còn rất dài. Nên là các cầu thủ chúng ta hãy tự tin. Để được huấn luyện viên tuyệt vào rất hiệu quả. Và đây là FC Hiệp Thành. Xuân Anh và Kỳ Anh. Vâng, cơ bản có hai chữ Anh vào sân. Và thắng 2-0. Để phát bóng lên dành cho FC Hợp Thành. Xuân Anh. Văn Quyết. Hoàng Thuận. Hoàng Thuận. Thuyền theo của rất tốt. Đó là Hoàng Thuận. Bác Sơn Lâm. Hoàng Thuận. Chị Phương. Phương. Nguyễn Chí Phương. Kỳ Anh. Lỗi để sau rồi. Bây giờ rất tiếc cho các thủ FC Kim Sơn. Vâng. Lùi xuống lắm, lùi xuống giữa đây. Biên dành cho FC Sơn. Chỉ là phù hợp, phù hợp. Cháu áo anh em ra tím cho kết quả là được 500 nha.
Nhật Tân Bình, Nhật Tân Nam. Quân Anh, Quân Đạt. Vào đây, vào đây, vào đây. Nam, được rồi, Nhật Tân Nam. Rồi, Nhật Tân, rồi, Nhật Tân. Rồi, FC Thành có sự thay đổi người đứng vào sân. Rút ra. Vâng. Rút ra sân. Vâng. Thằng này vâng đội trưởng cho sân anh. Đúng rồi. Vâng. Lối để sau rồi. Vào không vào rồi. Rất tiếc cho cầu thủ số 97. Rất căng người, rất tiếc bóng đi xa. Quá xa. Em đi xa quá. Hơn một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Kết quả vẫn đang là 2-0 nghiêng về FC Hiệp Thành. Tàu á. Kỳ Anh không được rồi. Một cầu thủ của FC Kim Sơn đang nằm sân. Người đang nằm sân là số 21 Trịnh Quốc Đạt. Kim Sơn ạ. Thế em đem thức sức ạ. FC Hiệp Thành có sự thay đổi người. Người rời sân là số 4 Nguyễn Chí Phương. Và người được tung vào sân là số 9 Tín Dâu Béo. Quả đá biên dành cho FC Kim Sơn. Đây. Rất tiếc cho pha bóng vừa rồi của FC Kim Sơn. Rất tiếc cho Ngọc Thạch. Và bằng vào khá nhanh của số 3 Ngọc Thạch. Rất tiếc là bàn thắng đã không mỉm cười đối với FC Kim Sơn. Ngọc Thạch. Quả
Arun dành cho FC Kim Sơn. Có vẻ như các cầu thủ của FC Kim Sơn đã sung sức. Quốc Đạt rất đẹp phạt vào phạm lỗi rồi. Phạt vào cách khung thành, vâng, chừng khoảng 10m thôi, rất nguy hiểm. Một pha đá phạt khá gần khung thành của thủ thành Khánh Lô. Liệu vượt quả phạt này. Chúng ta nên đừng vượt phạt đẹp hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Rất tiếc. Vượt quả đá biên. Đánh cho FC Kim Sơn. Vâng. Kì anh. Sơn Lâm. Chân trái không vào rồi. Pano thủ thành của FC Kim Sơn. Sơn Lâm đưa ra rất tiếc. Thủ môn của FC Kim Sơn rất đẳng cấp. Hai bàn thắng được ghi cho FC Thành gồm số 99 Ca Sơn Lâm và số 10 Hoàng Thuận. Vào rồi. Cú phạt ra trận rất nhanh của Kỳ Anh. Vâng. Chúng tôi vừa được gặp anh Tuấn và Tuấn rất vui. Anh Tuấn là do béo. Anh Tuấn, vâng. Anh Tuấn Hà. Trao thưởng 500.000 đồng, vâng. Nếu anh Tín ghi được một bàn thắng. Kim Sơn đâu? Quốc Đạt. Bóng chưa đi vào lưới. Đường truyền không tốt của Quốc Đạt. Sơn Anh. Quốc Đạt. Rất tiếc. Những phút cuối của hiệp 2 đã trôi qua. Được rồi. Liệu rằng điều kỳ diệu có đến với FC Kim Sơn. Quốc Đạt. Không thể qua được Hoàng Thuận.
pha tranh chấp giữa Hoàng Thuận và Quốc Đạt. Ở trận thi đấu đầu tiên giữa đội tuyển FC Kim Sơn và FC 04, FC Kim Sơn đã để thua với tỷ số 2-4. Rất tiếc cho Ngọc Thạch pha đánh đầu cũng rất tiếc cho đi chúng quân tài của FC Kim Sơn. Rất tiếc cho Ngọc Thạch và rất tiếc và phạt góc dành cho FC Kim Sơn. Sơn Lâm, Hoàng Thuận, Quốc Đạt. Và phạt đầu rồi. Vâng. FC Kim Sơn đường quả đá phạt. Đá phạt cho FC Kim Sơn. Và không có ba rồi. Rất tuyệt cho Quốc Đạt. Vâng. Cũng đạt. Rất tiếc, rất tiếc cho Kim Sơn. Một pha không chơi bóng không tốt của số 99 bên phía FC Kim Sơn. Rất tiếc cho Hồng Thuận. Thì pha bóng chuyền của anh Tiến cho bóng rất cao. Hồng Sơn. Hoàng Thuận. Đưa vào, rất tiếc cho Hoàng Thuận. Chỉ được mình một bóng nữa dựng với thủ môn. Rất tiếc. Hoàng Thuận đã chưa đưa bóng vào lưới được. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với Kỳ Anh. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 2 trận thi đấu giữa FC Kim Sơn và FC Hợp Thành. Kết quả
nghiêng về FC Hiệp Thành 3-0. Chương trình live stream trực tiếp giữa hai đội tuyển FC Kim Sơn và FC Hiệp Thành xin được tạm dừng tại đây.